Ơi, xin chào mấy anh em nha. Hồi sáng Vinh có đăng cái cây đàn màu vàng này thì đã bán rồi anh em ha. Màu vàng 6 triệu đã bán rồi. Vinh xin giới thiệu thêm cho anh em những cái đàn giá rẻ hơn. Có mấy anh em hỏi là có cái đàn rẻ hơn 6 triệu không? Có luôn nha, pin ô điện 88 phím gỗ luôn đây mọi người coi. Thấy chưa? Phím gỗ nha, 88 phím hãng Kawai. Kawai 260. Đó, còn một cặp đây nè. Đây, bán rẻ cho anh em sử dụng nha. Một cây thì Vinh thanh lý 4 triệu 500 ngàn thôi, nguyên cái dàn chân zin của Nhật luôn này đó, chân bidan zin luôn, 4 triệu 500 ngàn thôi. Và một cái đặc biệt nữa là anh em nào lấy hai cây á, thì Vinh bán nhanh gọn cho gọn chỗ nè, thấy không, chặt chỗ không có đường đi, bán nhanh gọn là hai cây 8 triệu, nhanh gọn lẹ, miễn trả giá, không có xỉ lẻ gì hết nha. Giá này là coi như là không có xỉ lẻ gì nữa rồi, hai cây 8 triệu, anh em nào mua thì cứ qua kiểm tra đàn ha, đàn cam kết cho anh em đang sử dụng tốt hết. Cây này thì âm thanh hay lắm mọi người, âm thanh rất là hay luôn, phím gỗ ha, mở loa to hơn xíu, wow, tiếng hay lắm mọi người. Đã, nó có đổi được mấy tiếng nè, mấy tiếng loại khác nhau. Ở đây có trên bot luôn rồi, anh chơi đệm hát mà có trên bot này quá ok luôn nè. Chai này có luôn ha, một chút cây không có. Đó anh em coi đây, cặp có 8 triệu à, quá rẻ ha. Rồi anh em ok thì nhanh chóng gọi điện cho mình ha. Chị chốt nhanh hơn, gọi điện thì trực tiếp chốt nhanh hơn 0932 799986. À đó, giá này thì anh em qua coi trực tiếp giúp Vinh nha, ở quận 12 đó, anh em mua về bán lại hoặc là mua về dạy học là quá bao ok luôn. Còn anh em nào mà mua về học á thì 4,5 triệu ha. Còn mua dụ rủ người khác mua nữa thì nó được rẻ hơn, hai người mua một lần thì mới có giá kia nha. Mình chủ yếu bán cho nó gọn chỗ. Rồi chào anh em, có điện thoại rồi chào anh em nha.